Thiên Long Bát Bộ là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của cố nhà văn Kim Dung. Đến nay, tác phẩm này cũng đã được chuyển thể thành nhiều phiên bản phim khác nhau. Bên cạnh bản năm 1997 do đài TVB sản xuất, thì bản 2003 của Đại Lục cũng được đánh giá kinh điển không kém, với những cảnh quay hoành tráng, võ thuật đẹp mắt, cùng với sự quy tụ dàn diễn viên đình đám như Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào. Trai Xinh Gái Đẹp tề tự giúp phim nhận được nhiều sự yêu thích hơn nữa. Đến nay, sau gần 20 năm phim công chiếu, bạn có tò mò về cuộc sống của dàn cao thủ, mỹ nhân của Thiên Long Bát Bộ ngày ấy, bây giờ ra sao không? Hãy cùng Tuti Heo tìm hiểu ngay trong video sau đây nhé! 1. Hồ Quân, trong vai Tiêu Phong. Trong Thiên Long Bát Bộ, Hồ Quân đảm nhận vai diễn Kiều Phong, một nam tử hán nghĩa hiệp, hào sảng, đầu đội trời, chân đạp đất. Nhân vật này từng có nhiều diễn viên thể hiện như Lương Gia Nhân, Huệ Thiên Tứ hay Huỳnh Nhật Hoa, nhưng phiên bản của Hồ Quân vẫn nhận được nhiều sự yêu thích và đánh giá rất cao từ đông đảo khán giả. Hồ Quân sinh năm 1968, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh có bố là Hồ Bảo Thiện, bác ruột Hồ Tùng Hoa, đều là những ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của nam diễn viên không mấy suôn sẻ. Anh hoạt động chủ yếu ở đoàn kịch nói Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh và nhận những vai diễn nhỏ, không để lại dấu ấn gì. Sự nghiệp của Hồ Quân chỉ bắt đầu khởi sắc khi anh quay bộ phim về đề tài đồng tính Lam Vũ và được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã năm 2001. Cũng từ đây, anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Kỳ Trung. Tên tuổi của Hồ Quân lên như diều gặp gió khi anh đóng chính trong Thiên Long Bát Bộ. Sau thành công của bộ phim, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt phim Chuyến Tàu Quân Sự, Mộng Hồ Điệp, Vũ Nhân, Đợt Sóng Dữ Dội hay Lệnh Tập Hợp. Cũng giống như Kiều Phong trung tình trên màn ảnh, ngoài đời Hồ Quân cũng nổi tiếng là một người yêu vợ, thương con, nam diễn viên có hôn nhân hạnh phúc với bà xã Lưu Phương. Cặp đôi có với nhau hai con là Duyệt Giá, sinh năm 2001 và Hạo Khang, sinh năm 2008. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, ấm áp của gia đình. Để có được hạnh phúc hiện tại, Hồ Quân và Lưu Phương cũng từng phải đối mặt với sóng gió thị phi. Thời gian quay Thiên Long Bát Bộ năm 2003, Hồ Quân từng dính tin đồn tình cảm với Lưu Đào, vai A Châu, dù khi đó anh đã có vợ. Chính vì diễn xuất quá ăn ý và nhập vai, Hồ Quân đã bị đồn là yêu bạn diễn. Cả Lưu Đào và Hồ Quân khi đó đều chọn giải pháp im lặng. Tuy nhiên, sau này, Lưu Đào đã lên tiếng giải thích cô chỉ mến mộ người đồng nghiệp nam tính và hai người thực sự chỉ duy trì tình bạn. Hiện tại, đã ở độ tuổi ngoài 50, Hồ Quân không tham gia đóng phim nữa, nhưng anh vẫn thường xuyên được mời góp mặt trong các show truyền hình. Ngôi sao nổi tiếng vẫn duy trì được dáng vóc cân đối, vẻ ngoài nam tính và phong độ với ngoại hình. 2. Lâm Chí Dĩnh, trong vai Đoàn Dự. Được mệnh danh là Mỹ Nam không tuổi, Lâm Chí Dĩnh vào vai Đoàn Dự và thể hiện thành công hình ảnh khôi ngô tuấn tú, thư sinh, nho nhã của nhân vật. Bước chân vào làng giải trí từ năm 17 tuổi với vai trò ca sĩ, diễn viên, ngôi sao sinh năm 1974 nhanh chóng để lại tiếng vang khi đóng chính trong hàng loạt bộ phim tên tuổi, điển hình là Tân Ô Long Viện, Đao Kiếm Vô Tình, Thiên Long Bát Bộ hay Sợi Dây Chuyển Định Mệnh. Ngoài nghệ thuật, nam diễn viên gốc Đài Loan còn đam mê kinh doanh và là tay đua thứ thiệt trên đường đua F1. Lâm Chí Dĩnh sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 1,5 tỷ USD, khoảng 35.000 tỷ đồng. Bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ của anh từng được truyền thông giới thiệu gồm nhiều giấy khủng như Porsche 918 Spider, Ferrari 458, Lamborghini Gallardo, BMW 325i. Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh ít tham gia đóng phim mà tập trung vào hoạt động kinh doanh. Anh đăng ký kết hôn với người đẹp Trần Nhược Nghi năm 2010, làm đám cưới năm 2013. Giờ đây anh có cuộc sống viên mãn bên cạnh cô và ba con trai nhỏ là Kim Nhi, Jensen và Kisson. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Lâm Chí Dĩnh đang lái chiếc Tesla trắng chở con trai Jensen trên đường phố Đào Viên, Đài Loan, thì đâm vào rào chắn và cột biển báo bên đường, khiến đầu xe hư hỏng nặng. Cả hai may mắn được những người xung quanh lao đến cứu, đưa ra khỏi xe hơi trước khi phương tiện này bốc cháy dữ dội. Lâm Chí Dĩnh và con trai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Vụ tai nạn khiến tài tử 7X bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai, chấn thương sọ não, còn con trai anh bị thương nhẹ. Ngôi sao xứ Đài phải nằm viện điều trị trong khoảng 1 tháng, trải qua cuộc phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương mặt. Đến nay, mặc dù sức khỏe được hồi phục khá tốt, anh vẫn chưa thể vận động bình thường. Tay phải là tay thuận của Lâm Chí Dĩnh vẫn còn rất yếu, nên anh phải tập làm quen với tay trái. 3. Cao Hổ, trong vai Hư Trúc. Cùng với Kiều Phong, Hồ Quân và Đoàn Dự Lâm Chí Dĩnh, vai Hư Trúc của Cao Hổ cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Diễn viên sinh năm 1974 có một sự nghiệp khá lận đận. Chỉ đến khi tham gia Thiên Long Bát Bộ,
tên tuổi của anh mới được chú ý nhiều hơn và tạo bàn đạp cho nhiều vai diễn sau này. Tuy nhiên, sự nghiệp của Cao Hổ nhanh chóng tụt dốc khi anh phải ngồi tù tới 2 lần. Năm 2003, nam diễn viên đâm trọng thương một nhân viên ánh sáng trong đoàn phim, khiến người này tử vong trên đường cấp cứu. Cao Hổ lãnh án 1 năm tù, bồi thường 300.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ đồng. Anh tiếp tục vướng vòng lao lý khi bị kiện ra tòa vì để một công nhân sửa điện thiệt mạng ngay trong căn biệt thự của mình năm 2013. Một năm sau đó, anh bị bắt vì sử dụng ma túy đá. Cao Hổ bị giam giữ 3 tuần, các đài truyền hình cấm sóng. Theo thời gian sóng gió và biến mất khỏi làng giải trí, Cao Hổ chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư bất động sản. Nam diễn viên hiện chưa lập gia đình. Anh hay chia sẻ những hình ảnh đi du lịch, cuộc sống đời thường lên mạng xã hội. 4. Lưu Diệc Phi, trong vai Vương Ngữ Yên. Thời điểm quay Thiên Long Bát Bộ, Lưu Diệc Phi mới chỉ 16 tuổi, dù là phim cổ trang đầu tay và là gương mặt non nớt trên màn ảnh, nhưng cô vẫn được đánh giá cao khi thể hiện đúng khí chất thanh cao, thoát tục của nhân vật Vương Ngữ Yên. Đạo diễn Trương Kỷ Trung luôn dành những lời khen có cánh cho ngôi sao sinh năm 1987. Ông cho biết, lựa chọn Lưu Diệc Phi vào vai Vương Ngữ Yên là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp làm phim của ông. Trong một lần gặp mặt Lưu Diệc Phi, nhà văn Kim Dung đã ký lên cuốn Thiên Long Bát Bộ mà cô mang tới và gửi gắm thông điệp. Cô Diệc Phi, chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà cô thể hiện, độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá. Sau 20 năm theo nghiệp diễn, Lưu Diệc Phi sở hữu trong tay gia tài phim đồ sộ với những tác phẩm kinh điển như Thần Điêu Đại Hiệp 2006, Thiên Nữ U Hồn 2011, Đồng Tước Đài 2012, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa 2017. Năm 2020, cô đóng chính trong bom tấn Mulan do Disney sản xuất. Trái với kỳ vọng khán giả, Mulan gây thất vọng nặng nề dù được đầu tư lớn. Về chuyện tình cảm, mối tình duy nhất được thần tiên tỷ tỷ công khai là với tài tử Song Seung Hun, cặp đôi phim giả tình thật sau khi hợp tác chung trong Tình Yêu Thứ Ba. Mối tình của cả hai được khán giả ủng hộ nhiệt tình vì xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, năm 2018, hai ngôi sao đã đường ai nấy đi sau 3 năm bên nhau. Trong năm 2022, Lưu Diệc Phi liên tục gây sốt với nhan sắc lộng lẫy mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trái ngược hẳn với những lời chê bai mà nữ diễn viên nhận được trong các năm trước, dự án phim cổ trang Mộng Hoa Lục mà cô tham gia gần đây cũng nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Đặc biệt, vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi trong phim được đánh giá cao. Trên Weibo và fanpage về showbiz Hoa ngữ, hình ảnh và video về người đẹp trong phim được chia sẻ rầm rộ. 5. Lưu Đào, trong vai A Châu. Lưu Đào sinh năm 1978, được đánh giá là một trong những mỹ nhân cổ trang xinh đẹp của điện ảnh Trung Quốc. Cô là diễn viên quen mặt với khán giả Việt qua nhiều bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách 3, Hoàng Phi Hồng và Ngũ Đại Đệ Tử. Tuy nhiên, tác phẩm đưa tên tuổi của Lưu Đào lên tầm cao mới chính là Thiên Long Bát Bộ 2003 qua vai diễn A Châu, mối tình đầy sâu đậm với Tiêu Phong. Khi sự nghiệp đang nở rộ, cô bất ngờ kết hôn với Vương Kha, một trong tứ đại thiếu gia ở Bắc Kinh. Chỉ sau 20 ngày quen biết, mỹ nhân tuyên bố giải nghệ, nhưng vẫn thường xuyên được truyền thông đưa tin về cuộc sống nhung lụa, phú quý. Tuy nhiên năm 2010, chồng Lưu Đào phá sản, trừ khoản nợ khổng lồ lên tới 400 triệu nhân dân tệ, hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, nữ diễn viên buộc phải quay lại showbiz để cùng chồng gồng gánh. Suốt thời gian đó, cô nhận đủ thể loại vai, thậm chí có thời điểm cô nhận 18 vai trong vòng 1 năm. Năm 2018, truyền thông Trung Quốc cho biết, Lưu Đào đã thay Vương Kha trả dứt điểm số nợ 400 triệu nhân dân tệ, sau 5 năm vất vả kiếm tiền. Hiện tại, nàng A Châu vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp. Bộ phim gần đây Lưu Đào tham gia là Đại Tống Cung Từ, nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. 6. Trần Hảo, trong vai A Tử. Vai A Tử do Trần Hảo thể hiện được đánh giá là phiên bản xinh đẹp và ấn tượng nhất trên màn ảnh. Trần Hảo sinh năm 1979, là diễn viên thực lực, được yêu thích qua nhiều bộ phim như Thiên Long Bát Bộ, Như Ý Cát Tường, Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nữ diễn viên rất kín tiếng về đời tư, cô hầu như không vướng phải bê bối nào trong suốt sự nghiệp. Sau khi yên bề gia thất năm 2009, với chuyên gia ngân hàng người Hồng Kông Lưu Hải Phong, Trần Hảo lui về hậu trường, chuyển sang giảng dạy tại Học viện Hí kịch Trung ương. Nhan sắc không tuổi của nàng A Tử năm nào vẫn chẳng thay đổi nhiều. Cô từng gây sốt khi để mặt màu không tì vết, trẻ đẹp dù đã bước sang tuổi tứ tuần. Gần đây, Trần Hảo gây tranh cãi khi tên của cô xuất hiện ở cột khoa diễn xuất, giáo sư của Học viện Hí kịch Trung ương. Ngay sau đó, Học viện đã có động thái đính chính thông tin trên trang web chính thức vào ngày 22 tháng 6. Trần Hảo bị xóa tên khỏi mục giáo sư, từ thành diễn viên cấp một quốc gia. 7. Tưởng Hân, trong vai Mộc Uyển Thanh. Đây được xem như vai diễn Donnie đóng giày cho Tưởng Hân trong Thiên Long Bát Bộ. Nhà văn Kim Dung mô tả nhân vật này là mỹ nữ xinh đẹp bậc nhất, một người si tình nhưng dám yêu dám hận, khí khái anh hùng.
Tưởng Hân có đôi mắt to tròn tinh anh, làn da trắng sứ, tất cả đã lột tả được tính cách của nhân vật rất hoàn hảo. Mộc Uyển Thanh là một trong những nhân vật được yêu thích nhất Thiên Long Bát Bộ 2003, không kém gì Vương Ngự Yên của Lưu Diệc Phi. Tưởng như sau vai diễn này, sự nghiệp của nữ diễn viên sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, thực tế thì lại không hề suôn sẻ như vậy. Suốt 8 năm sau Thiên Long Bát Bộ 2003, Tưởng Hân không có vai diễn nào nổi bật. Phải đến năm 2011, khi nhận vai Hoa Phi trong Chân Hoàn Truyện, Tưởng Hân mới gây được tiếng vang lớn, đạo diễn khen ngợi khả năng diễn xuất bùng nổ của Tưởng Hân và hy vọng cô sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cột mốc này cũng khiến tên tuổi của nữ diễn viên lên một tầm cao mới. Cô được tạp chí Nam Đô bình chọn là một trong tứ đại mỹ nhân Bắc Kinh năm 2014. Những tưởng một nữ diễn viên xinh đẹp, kính nghiệp như vậy sẽ có vô số người theo đuổi, thế nhưng Tưởng Hân lại khác biệt. Đến nay 38 tuổi, nhưng Tưởng Hân vẫn lẻ bóng một mình. Cô cũng đã từng yêu rồi lại bị bạn trai kém tuổi Diệp Tổ Tân bỏ rơi. Tưởng Hân thẳng thắn cho biết, cô bước chân vào làng giải trí vì đam mê diễn xuất và cũng là để kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi bố mẹ. Diễn xuất là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, nếu không diễn xuất, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Dù một năm chỉ có vài ngày nghỉ nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, chỉ là có lúc mệt mỏi và hơi đơn điệu. Năm 2021 chứng kiến sự thành công của Tưởng Hân khi cô liên tiếp có vai diễn ấn tượng trên màn ảnh trong các bộ phim Tiểu Xá Đắc và Công Huân. Tưởng Hân gây ấn tượng với những màn biến hóa đa dạng trên phim, nữ diễn viên khiến khán giả nể phục vì khả năng diễn xuất. Trên đây là những thông tin về dàn diễn viên Thiên Long Bát Bộ 2003 ngày ấy, bây giờ. Hiện nay, mỗi người mỗi cuộc sống, có người vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê với diễn xuất, cũng có người lui về kinh doanh, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, những ký ức về bộ phim Thiên Long Bát Bộ năm nào vẫn còn đọng mãi trong ký ức mỗi chúng ta đúng không nào? Vậy đâu là diễn viên mà bạn yêu thích nhất trong dàn diễn viên kể trên? Đừng quên để lại một bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.